Đấy, bây giờ hai bố con kia đang nhông nhống kia. Đấy, tối nào cũng thế. Kia. Hai bố con mẹ mày như ma chơi ấy. Đi quanh quanh đấy thôi. Đây, hôm nay vừa về Đôi Nghê đây. Đôi Nghê này là hơn 1 tấn một con. Đẹp lắm mọi người ạ. Không biết ra ngoài này có bị mất mạng không. Em đang quay con nghê cho mọi người xem đây. Đôi Nghê rất là đẹp, chưa làm chân nhá. Đấy. À, đợt này không ăn trực lên nhìn yếu hẳn. Lê Thông. Chị dạo này mệt, chị không đi ăn trực được em ạ. Chị dạo này mệt lắm, không đi ăn trực được. Mày biết tại sao không? Đi ăn đéo ăn được, về toàn ốm thôi. Mệt lắm, có đi đâu. Tập nhiều, bia rượu nhiều, lên mạng nhiều lại bị ghét. Nó phải tùy thời điểm. Cái thời điểm nào mà cái thời điểm mà dân xã hội gặp nhau xong anh dai em dai ấy, lúc đấy là trào lưu. Bây giờ mày đi mày cứ ăn uống xong mày chả làm ăn gì xong mày cứ xó cái điện thoại vào mặt ấy, mày bị cả nước người ta ghét. Mà bị ghét rồi ấy thì lại còn bị gọi là nhanh cho đi lắm. Cho nên là đi ăn trực hay đi ăn đi chơi hay tụ tập nó phải tùy thời điểm. Nhá, chứ không phải lúc nào mày cũng đi ăn đi chơi mà lúc nào mày đi ăn trực được. Bởi vì sao? Cái lúc mà nó là trào lưu thì mày cần phải đi. Bởi vì sao? Mày không đi không được. Bởi vì đi thì mới làm ăn được, mới có view, có like. Hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ là cái thời điểm là gì? Khôn ấy là phải biết đúng thời điểm, đúng người, đúng thời điểm. Chứ không phải lúc nào cũng vác cái mồm đi ăn, xong bắt đầu là lên live stream, xong bắt đầu là phông bạt, người ta ghét ấy. Mọi người hiểu chưa? Cho nên là phải xem thời điểm đấy là thời điểm nào. Thời điểm nó rộ lên giang hồ thì mình cũng phải đi theo. Bởi vì sao? Sống ở trên mạng xã hội này mình phải theo trào lưu. Mình theo trào lưu mình mới có tiền. Hiểu chưa? Nhưng mình biết dừng đúng lúc, đúng chỗ. Đấy, đấy gọi người khôn. Chứ không phải bây giờ người ta đã ghét rồi là vẫn cứ đi. Đi phông bạt xong bắt đầu đi quăng lựu đạn ấy. Không phải một mình mày ghét đâu mà nhiều người người ta ghét. Mà người ta ghét là người ta không mua hàng. Hiểu không? Phải tùy thời điểm chứ. Mày nói ngu của bà đi. Ok chị Trần Minh, sống là phải không cần chứ. Lúc nào cũng cứ bô ra để gọi là đi lên người ta ghét, hiểu chưa? Giờ này là giờ gì? Thì tốt nhất là bây giờ tranh thủ mà kiếm tiền, tiết kiệm vào. Đấy, mua lấy cái nhà cho thuê mẹ đi. Đúng không? Mình có tiền con nó mới không khinh. Hiểu chưa? Mình có tiền ấy, mình tự nuôi bản thân mình đi viện ấy. Ví dụ như là đừng có xuống người không. Đấy, chẳng hạn thế, con ơi mày xến mày chăm mẹ thôi. Nhưng mà tiền tao nộp đủ rồi. Hoặc là như này là hết 10 triệu tao đã hỗ trợ cho mày 9 triệu. Mày bỏ 1 triệu ra thôi. Thì đời mày không bao giờ bị con dâu nó coi thường. Không bao giờ bị con dâu nó khinh. Không bao giờ sợ nó cho mày ra gì à. Hiểu chưa? Đấy, cho nên bây giờ còn khỏe đấy. Lo làm đi. Lo làm đi, tiết kiệm vào. Đấy, mua cái nhà, nhà ở rồi thì mua cái nhà đi. Xong rồi lai mai già rồi cứ cho thuê trọ đi. Tháng 10 15 triệu bẻ ra mà ăn. Mày mà lệch sóng tao đuổi mày luôn, tao cần gì? Cuộc đời mình bây giờ mình phải chuẩn bị cho sau này, đừng đấy. Cho nên là con dâu lệch, tôi nói thật nhá, cứ bà là có tiền mấy con dâu các bà nó hầu các bà từ chân tơ kẽ tóc. Nhưng mà tại sao các bà bị coi thường là các bà thuộc cái dạng ăn trên ngồi chốc, tiền thì không có, xong rồi đến này cứ xì xào chỉ trỏ nó, chửi bới nó thì nó chẳng coi thường. Còn bây giờ các bà cứ có tiền đi, nhà mặt phố đi nhá, nói có người nghe đe, có người sợ đi, tiền trong túi đầy đi, ốm đau có gì. Này, gọi mày đến chăm thôi nhưng tao còn cho mày thêm tiền. Thì này, nó quỳ từ cửa, nó quỳ vào, nó hầu bà. Hiểu chưa? Nó quỳ từ cửa, nó quỳ vào. Đấy, không bao giờ sang tên nhà cho đứa nào hết. Di chúc thôi. Nhá, khi nào tao chết chúng mày đến chúng mày chia. Không có sang tên cho đứa nào hết. Tao đấy di chúc mày đến mày chia, nhau là chia. Và muốn con dâu tôn trọng thì đầu tiên mình phải có tiền đã. Chứ bây giờ lại con ơi mẹ ốm, con đến đi con nộp tiền viện cho mẹ để mẹ vào viện ấy. Nó nộp lần một thôi, lần hai đến lần ba là nó về nó ghét mình rồi, là nó đối xử với mình không ra gì rồi. Hiểu chưa? Cho nên ở đời này ấy, già rồi nhưng nó phải có giá của già. Bây giờ ấy, muốn mà con dâu nó tôn trọng ấy, muốn mà sau này nó không đuổi ra khỏi nhà, vì nhiều bạn bảo là số tôi là không ở được với con dâu ấy. Cho nên bây giờ tôi còn đang phải cày bục mặt ra. Làm sao mà bây giờ đây nhà ở đây rồi, sau này ví dụ cái nhà này tôi ghét đứa nào đuổi tất. Tao hai vợ chồng tao ở một phòng, tôi còn 9 phòng tao cho thuê. Tao lấy tiền tao dưỡng già cho nó sướng. Còn chúng mày đấy tài giỏi chúng mày ra thuê nhà chúng mày ở.
112 mét vuông mà 6 tầng, 5 tầng thì mọi người biết. Trên kia làm nguyên cái phòng karaoke hết gần 7 hết gần 600 triệu. Cái phòng karaoke ở trên kia của ông Phú, nghĩa là gọi là đam mê của ông Phú ấy, nguyên cái phòng karaoke là hết gần 600 triệu. Hôm nào lên quay cho mọi người xem cái phòng karaoke nhá. Đấy thì mọi người biết là tiền nó đổ vào đây là bao nhiêu rồi. Đi thuê chung cư có mấy ngày thôi mà gớm khổ công, các bà đồn tôi vỡ lợ. Cuộc đời này không biết đâu mà lần cái đâu bà. Sao mà chỉ muốn người khác không bằng mình thôi. Đi thuê chung cư mấy tháng bởi vì đang hoàn thiện nhà. Mà công các bà đồn tôi vỡ lợ mới các đủ các hệ loại trên đời. Các chị ơi, buổi tối các chị cố gắng ngâm chân cho em Kiều nhá. Ngâm chân tốt lắm các chị ạ. Ngâm chân ấy tốt lắm, em đang phải đi ngâm chân đây này. Ngâm chân là tuổi thọ kéo dài, đào thải độc tố nha. Đấy, ai bảo bọn tôi vỡ lợ với cả là bọn tôi gọi là quăng lựu đạn thì đây, giới thiệu sơ sơ thôi. Trên tầng là đi 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng. Đây là ông nào bảo tôi vỡ lợ nhá. Thuê người dọn mà chị. Thuê người dọn đây. Thế nhưng mà vấn đề là nó nhiều việc quá, mình phải dọn đỡ người ta chứ. Kể cả là em bé cũng thế, có người trông đấy. Nhưng mà nhà Phú Lê rất là biết điều nhá. Ngày là bà trông, nhưng mà tối bà mệt thì bố mẹ trông đỡ. Chứ không phải là phó mặc cho người ta đâu. Mình không phải là mình bỏ đồng tiền ra xong là mình phó mặc cho người ta. Mình cứ vứt đấy đâu, không có đâu. Nhà em là rất là biết nghĩ luôn. Ban ngày bà bế em, bà mệt, tối để cho bà nghỉ. Đêm là bố con ngủ với bố. Còn như nhiều nhà ấy là vứt con. Còn như nhiều nhà là vứt con ở đấy cho bà phải lo hết từ A đến Z. Hiểu không? Bà phải lo hết từ A đến Z, chưa về chỉ trông có một tí thôi nhưng không nhá. Nhà Phú Lê là một trong những người sống rất là biết điều, em nói thật luôn. Bà trông em cả ngày bà mệt, tối là con ngủ với bố, mẹ thì ngủ riêng. Bởi vì sao? Em là bị bệnh tim, em yếu. Chỉ cần thằng này lo ẹ một phát là em tỉnh ngủ luôn. Cho nên là em ngủ riêng, còn con là sẽ ngủ với bố, bố trông. Còn để cho bà nghỉ để làm gì? Mai bà lại có sức bà trông em tiếp. Đấy.